Tôi là người thì chắc chỉ đổ một ngàn gà đã cùng gặp phải tổ một quả chỉ to ngà.
nhân dân còn mấy người trong mắt cô đây nhỏ. Đúng tội tôi không khỏe nên tôi lấy vận. Tôi tự áo xuống nước đặc biệt trên sông thấy tận. Cố gắng như là lệ rơi chỉ luôn đối với giọng thật. Giải thể dùng của cô bị thi trên thành giải thể dân bất phận. Cơ mưu túc trí vì phạm khắc xấu. Âm hồn bất tán còn thêm đắc cấu. Mà chỉ mới được phải biết nghe nên tên là phải kiếp. Nếu tôi tôi một mãi mãi lời người tuyển kiếp hoạ. Yeah, người chùa kiếp hoạ. Hãy dành một tràng vỗ tay lớn hơn nữa dành cho Hiếu.